Sau thời gian dịch bệnh ổn định, vợ nghệ sĩ Trí Tài đã đáp chuyến bay về Việt Nam với nhiều dự định. Ca sĩ Phương Loan muốn đến thăm bạn bè đồng nghiệp của chồng quá cố. Cô gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã yêu thương giúp đỡ ông xã trong lúc khó khăn. Mới đây trên trang chính thức của Thúy Nga đã chia sẻ đoạn clip vợ Trí Tài đáp chuyến bay đến Việt Nam. Tại đây nữ ca sĩ đã được cách ly theo quy định. Ca sĩ Phương Loan cho biết sẽ ở Việt Nam đến cuối tháng 3 mới trở lại mỹ tại đây cô giải quyết những vấn đề liên quan đến căn hộ của chồng quá cố và nhiều công việc mà trước đó nam ca sĩ đang còn dở dang bên cạnh đó cô cũng muốn thăm hỏi cảm ơn những đồng nghiệp đã giúp đỡ chồng trong thời gian trước đáp xuống sân bay tân sơn nhất ca sĩ Phương Loan gửi lời chào đến khán giả Việt Nam, đặc biệt giọng ca sinh năm 1959, diện váy ngắn và áo thun, đầy trẻ trung, với nhan sắc là hóa ngược. Rất nhiều người không ít thể đoán được bà xã của nghệ sĩ tí tài đã 63 tuổi, được xem là một người khá lạc quan, tập luyện thể thao nhiều nên Phương Loan cũng trẻ trung so với độ tuổi thật. Trước đó, khi về Việt Nam, bé heo được chi dây Phương Trinh ra tiễn và cho biết đàn chị cảm ơn rất háo hức và cũng khá hồi hộp trong chuyến đi lần này. Nữ ca sĩ viết, chắc một số heo con cũng đã tin cô bé heo đang trên đường về Việt Nam, ước gì bé dê có thể đi cùng để lo cho chị bé heo. Nhưng công việc bề bộn nên không thể cô bé heo có chia sẻ về. Lần này đi về Việt Nam trong vòng không rộng rãi và hồi hộp như lần trước. Nếu heo con nào có cơ hội gặp cô bé heo thì nhớ dành cho cô thật nhiều tình thương nhé. Hình này chỉ loan gửi cho mình lúc đang ở cổng sân bay một tiếng trước. Theo đó những chia sẻ thì trong chuyến về thăm Việt Nam, nữ nghệ sĩ giải quyết vấn đề căn hộ cũ và ghé thăm bạn bè đồng nghiệp cùng khán giả của chồng. Cô muốn đích thân gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã lo lắng và giúp đỡ ông xã lúc đột ngột ra đi kể từ thời điểm chồng ra đi vào tháng 12 năm 2021. Bé heo đã phải học cách sống một mình, tập dùng mạng xã hội và không còn nụ cười vui vẻ hạnh phúc như trước nữa. Cuộc sống của nữ ca sĩ duy trì thói quen đến thăm mộ chồng và đặt lên đó những bó hoa yêu thích của anh. Thậm chí Phương Loan còn bật nhạc và kể cho ông xã quá cố nghe những chuyện xảy ra của gia đình và bạn bè. Được biết nữ ca sĩ đã mua sẵn phần mộ bên cạnh chồng để chuẩn bị cho cô sau khi nằm xuống đó có thể ở bên tình yêu của cuộc đời mình. Ca sĩ Phương Loan cho biết mất đi anh Tài nhưng thời gian qua tôi được yêu thương, mọi người gọi hỏi thăm tôi mỗi ngày, tôi hạnh phúc khi nhận tình cảm của mọi người. Trải qua nỗi đau mất mát quá lớn, nghệ sĩ Phương Loan đã có phần vui vẻ, trở lại nữ ca sĩ vui vẻ tươi. Cho lối sống tích cực. Trong lần hiếm hoi về Việt Nam, bà xã Chí Tài hy vọng để lại nhiều kỷ niệm đẹp và ý nghĩa cho khán giả và những người thân thiết.